Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Van der Sa, Van Persie trở lại ký hợp đồng với MU. MU đã canh mạng 300 nhân viên nguy cơ bị sa thải. Ba quyết định đúng đắn của Ten Hag giúp MU chiến thắng. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU đã canh mạng 300 nhân viên nguy cơ bị sa thải tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe năm nay 71 tuổi ông đã hoàn tất việc mua 25% của phần của MU với giá 1,3 tỷ bảng và thông tin đã được công bố vào dịp Giáng sinh theo dự kiến Sir Jim Ratcliffe sẽ đầu tư thêm 237 triệu bảng số tiền này dự kiến sẽ được sử dụng cho cơ sở hạ tầng nó sẽ không liên quan đến ngân sách chuyển nhượng ngoài ra ông đã có thông điệp gửi đến người hâm mộ rằng sẽ có những thay đổi lớn tại Old Trafford sắp tới nhằm tối đa nguồn quỹ chiêu mộ cầu thủ trong không hạn chế của công bằng tài chính. Ranifi dự định sẽ tiến hành một cuộc điều chỉnh bắt đầu bằng việc xem cắt giảm các nhân viên tại MU. Man United hiện có hơn 1.100 người đang làm việc và theo The Guardian, Ranifi sẽ gửi kiểm toán viên đến Carrington vào tháng sau để đánh giá cơ cấu và chi tiêu của câu lạc bộ. Theo thông tin được biết, sẽ có tới hơn 300 nhân viên đối diện với nguy cơ bị nghỉ việc. Các quản lý cao cấp tại MU cũng đã được thông báo về điều này cũng như tầm quan trọng của việc kiểm soát chi phí trong giai đoạn đánh giá, Ranieri dự định sẽ gửi hai phó tướng tin cậy nhất của mình để theo dõi tình hình tại câu lạc bộ vào tháng sau. Đó là giám đốc thể thao của INEO là Dave Brandt và giám đốc điều hành Jean-Claude Banalci đến Carrington với nhiệm vụ đánh giá hoạt động bóng đá. Theo Daily Mail, Brandt và Banalci sẽ quan sát tập trung vào chuyên môn hoạt động bóng đá nhằm phân tích dữ liệu, phục hồi, tâm lý học và phòng ngừa chấn thương. Khi chưa có đánh giá chi tiết, ông Ranieri sẽ không vội vàng trong việc đưa ra bất kỳ quyết định nào. Man United đang đối mặt với mùa giải kém cỏi, gặp nhiều khó khăn tại ngoại hạng Anh và đã bị loại khỏi Carabao Cup và C1. Dạng sáng qua, MU đã tiếp đón Aston Villa trên sân nhà tại vòng 19, rồi để thủng lưới trước hai bàn nhờ sự tỏa sáng của Ganacho và pha lập công của Hoi Nôn. Quỷ đỏ đã ngược dòng giành chiến thắng 3-2, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Van der Sar và Van Persie trở lại ký hợp đồng với MU. Edwin Van der Sar và Robin Van Persie vừa trở lại Old Trafford để theo dõi Man United thi đấu với Aston Villa. Cố động viên MU không loại trừ khả năng bộ đôi huyền thoại người Hà Lan sẽ nhận một công tác ở đội bóng cũ. Tin đồn này càng có cơ sở bởi Sadio Manéfi đang muốn làm mới bộ máy lãnh đạo đang hoạt động kém hiệu quả của MU. Trước khi phải nhập viện vì xuất huyết não, Van Sar từng là giám đốc điều hành cùng Erik Ten Hag giúp Ajax gặt hái nhiều thành công. Trong khi đó, Van Persie cũng đã bắt đầu sự nghiệp huấn luyện bằng việc chỉ dẫn cho đội U18 và U19 của Feyenoord. Ba quyết định đúng của Ten Hag giúp MU chiến thắng. U đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Aston Villa 3-2 tại vòng 19 ngoài hạng Anh. Đây là ba quyết định đúng đắn của Erik ten Hag giúp Quỷ đỏ giữ được 3 điểm tại nhà hát của những giấc mơ trong ngày Boxing Day. Đầu tiên là tin tưởng Hoi Nun đến phút cuối. Kể từ gần cuối tháng 10, ra mút Hoi Nun hiếm có trận nào được Erik ten Hag giữ đến cuối trận, một phần về màn thể hiện không tốt của tiền đạo này. Lần duy nhất mà ngôi sao người Đan Mạch đã trọn vẹn 90 phút trong 2 tháng qua tại ngoài hạng Anh là trận hòa Niver 0-0. Trước Aston Ten Hag đã giữ hoi nôn và niềm tin của ông được đền đáp bằng bàn thắng vàng của anh ở phút 82, mang về chiến thắng cho MU. Chân suốt 20 tuổi sau đó đã được cho ra nghỉ ở phút 89 và đây là sự thay đổi mang tính chiến thuật của Ten Hag. 2. Loại bỏ Anthony, tin tưởng Rashford. Thay vì tiếp tục đặt niềm tin mù quáng vào Anthony, Ten Hag đã trao cơ hội đá chính trở lại cho Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh đã cánh trái sửa trường, còn phía đối diện là Garnacho. Quyết định này của Ten Hag đã phát huy tác dụng bởi Rashford đã có màn thể hiện đầy cố gắng tiền đạo này tỏ ra nhanh nhẹn, xử lý tốt hơn và có một đường kiến tạo tuyệt vời để Ganacho nập công. Từ đó đã mở ra màn ngược dòng cho MU. Rất có thể đây sẽ là cặp cánh được Erik ten Hag sử dụng nhiều trong thời gian tới. 3. Tiếp tục đặt cửa vào Maino Bất chấp Kobe Maino đã phạm phải một sai lầm tai hại khiến MU nhận bản thua thứ hai trước West Ham cách đây ít hôm, Erik ten Hag vẫn đặt niềm tin lớn vào tiền vệ trẻ này. Ông bố trí Maino đã ở trung tâm tuyến giữa bên cạnh một Christian Eriksen giàu kinh nghiệm. Cốt McTominay được cho ngồi dự bị sau khi thi đấu kém hiệu quả trước West Ham. Tại Old Trafford, Mano đã chơi tương đối ổn, cho thấy được sự điềm tĩnh và tự tin. MU sẽ có thay đổi mang tính cách mạng để xưng vương ngoài hàng Anh. 10 năm sau mùa giải cuối cùng vô địch tại ngoài hàng Anh, cùng với đó là thành tích tệ hại tại đấu trường C1, Man United sẽ thay đổi hướng đàm phán chính sách hợp đồng mang tính cách mạng để trở lại vị trí hàng đầu của bóng đá Anh và thế giới. Theo Kai Sport đưa tin, Man United sẽ noi gương chính sách của Arsenal, đó là không gặp vấn đề gì khi chiếm rất hợp đồng với những cầu thủ như Mesut Ozil, Aubameyang, Nicolas Pepe khi những ngôi sao này không còn kiếm được nhiều lợi nhuận về mặt thể thao. Mà U sẽ làm như vậy để tránh lặp lại tình huống như trường hợp của Jadon Sancho, người đã phải ngồi ngoài nhiều tháng về vô kỷ luật. Để làm được những điều trên, việc gia hạn hợp đồng béo bở mà quỷ đó đã cố gắng thực hiện để bảo vệ các cầu thủ khỏi trường hợp lợi dụng việc hết hợp đồng để rời câu lạc bộ miễn phí và chấm dứt chứng kiến sự kết thúc với một trong những điều khoản truyền thống của câu lạc bộ, trong đó luôn có tùy chọn đơn phương gia hạn hợp đồng với cầu thủ thêm một mùa giải. Câu lạc bộ đội chủ sân Old Trafford tin rằng bằng cách này họ có thể bán được cầu thủ với giá cao hơn và tạo dựng sự uy tín trong việc chuyển nhượng. Chiến lược mới này sẽ đi đôi với việc tập đoàn Ineo do tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đứng đầu mua 25% của phần MU và điều này sẽ được xác nhận trong những tuần tới. Hướng tới phiên chợ đông tới, MU không kỳ vọng sẽ có được bổ sung, trong khi những ngôi sao rời đội bóng có thể được chú ý hơn với những cầu thủ như Sancho đã không còn muốn cống hiến cho đội bóng và những người khác như Casemiro đã gặp chấn thương từ đầu tháng 10. Chelsea giúp MU tìm thấy bản nâng cấp hoàn hảo của McTominay. Truyền thông Anh đang dọn lên tin đồn MU muốn chiêu mộ tiền vệ Conor Gallagher của Chelsea ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Ngôi sao 23 tuổi được trọng dụng dưới thời Pochettino thậm chí còn được trao tấm băng thủ quân sau khi bộ đôi Rich James và Ben Chilwell vắng mặt. Tuy nhiên, với việc Chelsea đang sở hữu khá nhiều lựa chọn chất lượng nơi hàng tiền vệ và họ sẽ còn chào đón sự trở lại của tân binh Romeo Navia sau chấn thương. Việc thanh lý Gallagher nhằm đảm bảo sự cân bằng tài chính là nước đi có thể hiểu được. Bên cạnh MU, Tottenham cũng để mắt đến chân truyền sinh năm 2000, song theo Football Insider, đội chủ sân Sam sẽ bán Gallagher cho bất kỳ ai ngoại trừ đối thủ cùng thành phố. Do vậy, quỷ đỏ trở thành đội bóng có cơ hội lớn nhất để sở hữu tài năng của Coham. MU đang gặp vấn đề lớn ở nơi tuyến giữa mùa này khi mà Casemiro sa sút phong độ và dính chấn thương. Trong khi đó, Sofian Amrabat vẫn tỏ ra hơi chậm chạp so với môi trường đòi hỏi nhiều tốc độ như ngoài hàng Anh. Về phần Cốt McTominay, anh có thể được xem như người hùng trong một số trận đấu của quỷ đỏ mùa này sau những bàn thắng giúp họ lật ngược tình thế. Tuy nhiên, xét về mặt chuyên môn, cầu thủ người Scotland không phải mẫu tiền vệ có thể hoạt động hiệu quả nơi hệ thống của Eric Ten Hag. McTominay chơi song sáo, tranh chấp tốt nhưng lại quá vụng về trong khâu tịnh tiến bóng. Đây chính là lý do mà anh từng bị thuyền trưởng năm tuổi bỏ xó ở giai đoạn đầu mùa. Theo thống kê, McTominay chỉ sở hữu tỷ lệ chuyền bóng thành công trung bình 83%, vì vậy sự cần cù không thể quả nấp được khuyết điểm của chàng trai này. Đặc biệt khi McTominay chơi ở khu vực trung tâm, nơi được xem như chạm trung chuyển bóng, đó cũng có thể là một phần lý do khiến MU muốn đưa Gnabry về Old Trafford. Cầu thủ người Anh sẽ trở thành bản nâng cấp của McTominay, không chỉ thi đấu nhiệt huyết, Conor Gnabry còn có những tình huống xử lý bóng gọn gàng, đảm bảo sự hiệu quả. Gallagher ăn đứt Matumine về khoản truyền bóng, tỷ lệ đường truyền trung bình thành công 92%, bên cạnh đó anh cũng vượt trội về số lần thu hồi bóng, 6,6 so với 3,2, hay kiến tạo 4 so với 0. Có thể Conor Gallagher không sở hữu những phát di chuyển tận dụng thời cơ tốt như ngôi sao của MU, nhưng nhiệm vụ ghi bàn rõ ràng thuộc về hàng tiền đạo và các chân truyền sẽ cần phải làm tốt yêu cầu cơ bản trước khi nghĩ đến việc cải thiện bản thân ở những lĩnh vực khác. Hơn thế nữa, nếu Ten Hag quyết định tiếp tục sử dụng Anabat trong vai trò tiền vệ trụ, ông sẽ cần một mẫu cầu thủ giỏi truyền trọt như Gallagher để điều phối bóng thay vì McTominay. Trong trường hợp ưu chưa mộ thành công ngôi sao 23 tuổi, mọi thứ nơi tuyến giữa có thể sáng sủa hơn trong phần còn lại của mùa giải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.